loa P3 mã số X15i. Hiện tại là đang bị mất tiếng tép các bạn. Tép hơi nhỏ. Đây các bác nhá. Các bác của anh em thân mến, là đây là đôi loa P3X15i em bán cho anh trai khách hàng có địa chỉ tại tỉnh Nam Định. Thì trong quá trình sử dụng thì hiện tại là tép nó không kêu. Đấy. Ui, loa để cho anh quá đẹp luôn. Đấy, sau những ngày tháng sử dụng mà các bác nhìn này, nó vẫn rất là đẹp đúng không ạ? Gân vải tẩm dầu mới đét này đẹp này. Màng giấy gân sóng mới đét này. Đây là tép, tép rồi không kêu. Thì em tin chắc rằng các bác ạ, với những dòng loa B3, đặc biệt là có mã là X15i, X12i, S215 trơn, S215 ba la mã, hoặc là đời DQ12, DQ15. Có nghĩa là tất cả những cái đời mà nó sử dụng tép từ 17 con 7.5 này, thì em tin chắc nó rơi vào tầm khoảng cứ mở đi em. Sắt mở đi. Nó rơi vào tầm khoảng 95 đến 98% là nó bị bong keo của cái loa tép nên nó không kêu tép, chứ tỷ lệ cháy loa tép của B3 gần như là hiếm. Thì anh trai gửi về thì em cũng làm một video hướng dẫn chia sẻ với các bác, để ví dụ như là các bác sử dụng cái dòng loa B3 nó sử dụng cái dòng tép to. Các lưu nhá, cứ dòng B3 sử dụng dòng tép to như này thì các bác có thể mở ra kiểm tra xem có bị bong không. Nếu bị bong thì các bác có thể đổ keo vào, keo 52 thôi. Sơn bóc đi. Là nó sẽ chạy bình thường các bạn. Đây xin chia sẻ với cả nhà như vậy. Còn tỷ lệ lỗi tép của nó cũng có, nhưng nó chỉ đạt khoảng 1-2% thôi các bạn. Hư loa tép đấy các bác. Ui giời. Kinh, bán cho anh đúng loa mới nhỉ. Các bạn nhỉ. Đấy. Mới chưa các bạn? Đấy, vặn cho anh cái này Sơn. Lục giác nhỏ hơn cái phải lấy. Đi lấy sao? Và các bác chờ một tí để anh em lấy cái lục giác các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, loa để cho anh em này. Đấy, hôm nay anh em gửi lại này. Đấy, để hỗ trợ này. Đấy. Các bác xem này. Đấy. Hơi bụi tí này, về nhà các bác thì chắc chắn là nó sẽ bẩn rồi, đúng không ạ? Đấy, loa tem của em luôn này. Đấy. Tem của em luôn này các bác này. Ok chưa? Đấy. Bây giờ bị mất tép. Các bác thông cảm một tí là anh em đang tìm cái chồng để vặn cái loa tép này ra. Cầm cả bố đây để anh lấy cho, cầm cả bố đây. Đây đây đây. To 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 to. Đưa 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 cả bố đây. Đây rồi. Rồi. Lắp súng vào bạn ơi. Lắp vào súng, lắp vào khoan này, mà lắp vào súng nha, hơi căng đúng không các bác? Em mở ra xem nó có bị bong không các bác nhé. Nếu bị bong đổ keo, có nghĩa là chỉ nhỏ một tí keo 52 cái là ngon này. Các bác của em lưu ý là nó sử dụng keo 52 nó gắn, thì trong quá trình sử dụng ấy, nó bị như kiểu bị giòn keo ấy ạ. Có thể nó bị bung, đấy em chưa nắm chắc được. Nhưng em đoán tỷ lệ thì gần như là bị bung, bị bung cái coi này ra. Đấy. Đấy, chia sẻ với các bác để các bác có thể kiểm tra. Đấy, các bác nhìn này, ôi à, mở ra dưới ốc rồi. Đây là coi xịn của B3 các bác này. Đấy, coi 7.5. Các bác nhìn coi xịn nhá. Đấy, mã vạch các thứ đầy đủ này. Đấy. Đúng chính xác, con này bị bong các bác này. Đây các bác của anh em có thể xem nhá. Đây này, các bác nhìn này, nó bung ra này. Đấy, ok chưa? Nó bung ra này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Đây nhá. Vốn dĩ là cái côn này với cái lòng cái lá này là các bác này, nó sử dụng keo 52 các bác nhìn thấy không ạ? Keo 52 này. Đấy, trong thời gian sử dụng đúng không ạ? Có thể là do mở tô hoặc có thể đến ngày của nó cái keo 52 nó bị hả hơi ra, nó bung ra. Không sao cả các bác nhá. Nếu mà các bác ngại làm thì các bác cầm ra thợ anh em giữ cái này đúng không ạ? Nhỏ cho tí 52 vào là xong. Đấy, còn các bác có thể tự làm, các bác đặt cho em đúng này luôn này. Xong rồi các bác nhỏ tí 52 vào là xong. Sơn quay cho anh cái. Rồi. Quay vào cái này. Đây cầm cái máy quay đây, đưa anh lọ keo trước này. Rồi đưa đây, lọ keo trước này. Mày quá còn lọ keo đây. Đây anh em quay các bác nhìn đó, em làm rất đơn giản đây này. Đây là em đặt đúng à. Ít thôi các bác nhá, đừng giỏi nhiều nhá. Ít thôi ạ. Đấy. Một bên. Rất đơn giản cả nhà nhá. Em khẳng định con này là lắp vào là kêu luôn. Đấy. Anh trai khách hàng ở Nam Định này cũng rất là vô tư. Anh bảo là em ơi, nếu mà nó bị cháy côn thay luôn cho anh côn xịt bao tiền anh thả, không ngại gì cả. Đấy, bao nhiêu tiền cũng được. Đấy, ok chưa? Đấy, một tí 502 là xong. Đấy, vốn dĩ của nó cũng là keo 502. Bây giờ nó bong ra, chúng ta cũng sử dụng keo 502.
Ok chưa cả nhà? Đấy. Rất đơn giản cả nhà nhé. Nhiều trường hợp anh em gọi điện cho em đã hướng dẫn như này rồi. Các bác lưu ý là coil của loa B3 nó rất là bền các bác ạ. Nó chịu đòn tốt, tỷ lệ hư của nó là nó có nhưng nó ít các bạn, chứ còn không thể nào nói là không hư được, đúng không ạ? Rồi ok. Đây nhá, em nắp vào này cả nhà nhìn này, đúng không ạ? Em nắp vào này. Đấy, xong. Em nắp vào này, đây quay đây Sơn. Rồi, quay đây này. Rồi. Ok, em lấy ốc em vặn vào luôn nhá. Ốc này. Ốc đâu? Rồi em cứ giữ đấy, đây anh nắp cho. Quay cao lên tí để cho anh em xem cho nó. Rất đơn giản. Các bác cùng em thân mến, là mỗi dòng loa nó đều có điểm yếu điểm mạnh riêng, đúng không ạ? Ví dụ như là dòng loa JBL thì nó hay bị bật mối hàn. Loa EV hay bị bật mối hàn. Còn loa B3 này thì nó hay bị băng keo như lúc vừa em vừa quay cho các bác xem đấy. Đấy, rất đơn giản, lại kêu phe phe ngay. Nhưng mà các bác thấy không? Cái đôi loa em bán cho anh em, đúng không ạ? Anh em về sử dụng một thời gian, đúng không ạ? Không biết là bao nhiêu lâu. Nhưng các bác nhìn này, rất mới. Tôi đang quay chỗ nào? Đấy, các bác nhìn này, rất mới này, đúng không? Bóng loáng. Đấy. Rồi, để anh em nắp lại nhá. Rất đơn giản. Cái này anh trai bảo là gửi về, nếu mà có gì thì hỗ trợ cho anh, sửa cho anh. Đấy, còn đâu nếu mà thay có vẻ bị hư côn tép ấy thì thay luôn cho anh côn xịn, bao tiền anh giả. Nhưng mà như thế này thì không phải thay côn xịn, vẫn rất là ngon thôi. Vẫn côn xịn của nó chỉ bị bong keo thôi. Đấy, các bác dùng loa B3 hoàn toàn yên tâm. Đấy, hoàn toàn yên tâm. Rồi đây rồi. Rất đẹp, các bạn nhìn loa nó mới này cơ mà. Đấy. Loa quá mới. Tí em mở cho nó bát cho cả nhà xem. Đây, có thể bán cho anh em một thời gian rồi nhưng vẫn rất là mới. Rồi ok, đây nhá, em dựng lên em cắm luôn này. Đấy. Cảm ơn 7 phút của các bác của anh em đã xem. Tuyệt vời chưa? Ngon đây. Rồi. Vậy là xong các bác nhá. Đơn giản thôi, như em đã giới thiệu rồi đúng không? B3 rất lành, rất bền rất lành. Bây giờ đến khâu quảng cáo. Đấy, xin các bác của anh em thêm 1-2 phút nữa để khâu quảng cáo. Loa bán cho anh em một thời gian rồi nhưng mà nó vẫn rất là mới. Đây, em mở loa bát cho anh em xem. Ok chưa? Bây giờ nó khâu quảng cáo các bạn. Ai bán hàng thì cũng bảo quảng cáo mạnh, nhưng mà trường hợp này mới gọi quảng cáo chuẩn đấy các bạn này. Bán cho anh em xong, bây giờ anh em gửi về hỗ trợ xử lý cái sự cố mất tép này, đúng không ạ? Đấy, các bác mà mang ra những đơn vị không uy tín, người ta bảo úi giời con này cháy tép rồi, đúng không ạ? Con này thay côn tép 2,5 triệu, đúng không ạ? Đấy. Còn bây giờ nó khâu quảng cáo của giúp em, đó là bán cho anh em đôi loa này lâu rồi, anh em gửi về một chiếc các bác nhá. Bán cho một đôi nhưng anh em gửi về một chiếc, vì một chiếc là mất tép mà. Đấy, nhưng các bác xem nó mới như nào các bác nhá. Này bán đẹp lắm các bác ạ. Em vừa nhận là sweat Tấn Hương về đấy. Cảm ơn các bác của anh em luôn luôn quan tâm, quý mến, tin tưởng và ủng hộ shop ạ. Giờ quảng cáo cho các bác xem này. Loa bán cho anh em nhưng mà dùng thời gian dài thôi vẫn rất là mới. Đấy, giờ em phải mở đây. Lật lên, đây ở đây lật lên. Đấy. Đấy, chặt thế. Đấy, em úp xuống. Ok, rớt cái này ra. Rồi, ok, úp xuống nha anh. Ây, cả nhà xem này. Úi giời. Đấy, hoành tráng chưa? Các bác chưa? Loa này của anh trai nào, cho em xin một comment để cả nhà biết nhá. Anh trai ở Nam Định, ở Việt Nam nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đẹp chưa? Sơn bên cái bát ra. Úi giời, bóng loáng, mới tinh. Đây, phân tần này các bác này. Uầy, được chưa? Trời. Rồi, cảm ơn các bác của anh em. Vâng ạ. Rất tuyệt vời, loa này không vấn đề gì các bác nhá. Rất đẹp, rất ngon, rất hay. Đấy, sử dụng loa B3 rất lành, rất bền các bác nhá.
Thì đây là một cái trường hợp để các bác của anh em, ví dụ như là sử dụng những dòng loa B3 tất cả các đời mà sử dụng cái tép to như này, đúng không ạ? Có thể nó sẽ bị bong cái keo như vậy, nó sẽ bị mất tiếng tép. Thì các bác hãy xử lý như em bảo nhé. Chúc các bác xử lý thành công. Chào cả nhà.